Chào mừng các bạn trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng phần mềm eTab phiên bản 2013. Bài hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn cách vẽ phân tử vách và sàn. Thì cách vẽ sàn thì tương tự như trong SAP 2000, và cái việc vẽ trong eTab chỉ khác mỗi là các bạn để ý cái lựa chọn bên dưới này. Các bạn vẽ trên một tầng, tất cả các tầng hay là các cái tầng tầng tương tự nhau, thì bạn để ý cái quan trọng như vậy. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn cách vẽ phần tử vách. Trước khi vẽ phần tử vách thì các bạn phải hiểu là trong eTab người ta đưa cho chúng ta hai khái niệm là khái niệm tile và khái niệm standard. Ở đây các bạn thấy là hai cái khái niệm này, tức là Pier và Spandrel Label, hai cái này nó sẽ gắn với cả cái phần tử vách của mình. Thực chất mà nói thì hai cái phần tử này tại sao người ta lại phân biệt? Bởi vì là trong quan niệm tính toán thiết kế cốt thép thì việc thiết kế đối với phần tử Pier khác với phần tử Spandrel, cho nên người ta chia ra làm hai cái thành phần này để phục vụ cho việc tính thiết kế cho được đơn giản và dễ dàng hơn. Thế thì ở đây thế nào là Pier và thế nào là Spandrel? Thì các bạn ý là Spandrel này thì nó giống như là các cái phần tử vách mà dạng lửng, tức là nó ở các bạn biết là trong vách của mình ấy, hay vách thang máy ấy, nó có cái các cái cửa. Thế thì spandrel chính là cái vách ở mà trên đỉnh cửa, nó vị trí nó tương tự như vị trí của lanh tô. Thì các bạn để ý cái chỗ này, tí nữa vẽ thì tôi sẽ chỉ cụ thể thế nào là spandrel và thế nào là pier. Vậy chúng ta sẽ vẽ trước. Thế thì ở đây các bạn giả sử là tôi sẽ vẽ một cái vách thang máy nằm ở cái vị trí giữa nhà này, trước để vẽ được vách ấy, thì các bạn phải có vật liệu và tiết diện. Thì việc khai báo tiết diện cho phần tử vách hay sàn như thế nào ấy, thì tôi đã nói trong loạt bài trước rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng luôn cái mặc định để chúng ta thao tác cái việc vẽ này thôi. Thì ở đây chúng ta có cái wall 1 này, tôi sẽ sử dụng luôn cái wall 1 để vẽ cái vách cho các bạn xem. Thế thì để vẽ phần tử vách chúng ta có một số các công cụ bên này. Thì các bạn có thể vẽ vách trên mặt đứng hoặc là vẽ vách trên mặt bằng thì đều được. Để vẽ vách trên mặt đứng thì chúng ta có hai công cụ Raw Floor World này. Các bạn thấy đây, nó có vẽ vẽ trên mặt dụ hình vẽ vách sàn hình chữ nhật này, vẽ trên mặt bằng và mặt đứng được. Còn vẽ cái công cụ bên trên này, vẽ theo hình dạng bất kỳ này thì các bạn có thể vẽ trên mặt bằng, mặt đứng hoặc là bên 3D này các bạn có thể thực hiện vẽ được. Và còn một công cụ vẽ nhanh nữa, nó Quick Draw, là vẽ theo lưới. Cái này thì tương tự như bên SAP 2000 thì các bạn làm tương tự. Ở đây trong eTab thì tôi hướng dẫn một công cụ hết sức mạnh mẽ để các bạn vẽ phần tử vách, đó là vẽ phần tử vách trên mặt bằng. Thì ở đây các bạn thấy là nó có hai cho chúng ta hai công cụ. Thứ nhất công cụ Raw World là vẽ bằng cách kích chuột bắt những cái điểm đầu cuối của vách, và thứ hai là vẽ vách theo lưới. Lưu ý là hai công cụ này đều được thực hiện vẽ trên mặt bằng. Để đơn giản ấy, thì tôi sẽ đưa chúng ta xuống tầng 1. Chúng ta sẽ vẽ vách tầng 1 nằm ở vị trí giữa này. Tôi sẽ di chuyển xuống tầng 1. Rồi. Đây tôi sẽ vẽ vách nằm ở vị trí này. Đầu tiên các bạn chọn cho tôi công cụ này, thì nó sẽ hiện lên một cái bảng float như vậy. Thì ở đây trong cái bảng này có một số điểm các bạn cần chú ý như sau. Thứ nhất là loại vách, ở đây type area,
thì nó hỏi mình là chọn Empire hay là Spandrel. Thì nếu như cái vách của bạn không dính đến cửa ấy, như lúc ấy tôi đã nói spandrel các bạn chỉ vẽ đối với cái phần tử vách mà nằm ở bên trên cái cửa của mình thôi, và cất tất cả các phần tử sphere và spandrel này đều gắn với cái tầng hiện tại. Những vẽ tầng 1 thì các bạn hiểu là sphere và spandrel này là vẽ nó gắn với cái tầng tầng 1 thôi chứ không phải là tầng tầng 2. Rule 1 là tiết diện. Còn đây là việc mình vẽ offset, tức là di chuyển cái vị trí vách mình vẽ đi xuống hoặc đi lên bao nhiêu đó. Còn các cái vấn đề khác này thì các bạn có thể từ sau khi bạn thực hành các bạn tự tìm hiểu cái tương tự bên bên sáp thôi. Nhưng quan trọng nhất ở đây tôi sẽ lựa chọn là Fire và War 1 để các bạn hiểu. Còn các cái thực hành khác ấy, thì các bạn sẽ tự nghiên cứu sau. Rồi, chúng ta cùng nhau chọn cái chức năng này. Đấy, giả sử cửa nó sẽ mở về hướng bên trục 23 này. Tôi sẽ vẽ vách và các bạn quan sát màn hình thì các bạn thấy vách nó sẽ xuất hiện bên mô hình 3D. Chúng ta được cái vách đầu tiên đó, bạn thấy là mình được ba cái vách xung quanh này, nghĩa là ở phía trước của nó ấy, tôi sẽ sử dụng để vẽ một cái cửa ở phía trước này. Đấy, ở phía trước này chúng ta sẽ dựng cái cửa. Thế thì để dựng cái cửa này thì các bạn phải biết là cái cửa này rộng bao nhiêu. Đấy. Ở đây chúng ta chỉ giả định thôi. Tôi giả định là cái cửa này rộng 2 mét đấy. Thì các bạn thấy là ở đây cả từ đây đến đây chúng ta rộng 8 mét. Đấy. Cửa rộng 2 mét là còn 6 mét, chia đôi mỗi bên là còn 3 mét. Như vậy ta sẽ phải vẽ một cái vách từ đây ra đây là 3 mét, và từ này đây là 3 mét thì sẽ còn lại cái cửa. Như nhỉ? Rồi. Thì để vẽ ra 3 mét như vậy thì có nhiều cách để các bạn thực hiện cách vẽ. Một là các bạn dùng một cái hệ lưỡi phụ đi qua đây. Lưỡi phụ qua đây thì chúng ta sẽ có được một cái đường lưới giao ở đây để các bạn vẽ. Cách thứ hai là các bạn sẽ sử dụng cái chức năng vẽ mà y tá người ta đã cho sẵn trong cái bảng float sau khi các bạn kích lựa chọn công cụ vẽ lách. Tôi sẽ dẫn các bạn cách vẽ đơn giản nhất là các bạn sử dụng cái công cụ vẽ vách như chúng ta vừa thực hiện. Thì các bạn thấy ở đây ấy, trong cái bảng này nó có cái dòng cuối cùng ấy là the console này, là cho các bạn nó cho chúng ta mấy cái lựa chọn vẽ theo độ dài rồi vẽ theo gia số DXY thì mình các bạn lựa chọn nào trong đấy cũng được. Đây giả sử tôi sử dụng cái lựa chọn len này. Đây tôi để là 3.000. Để là 3.000 trong này. Thì nghĩa là khi các bạn kích chọn điều đầu tiên ấy, thì các bạn thấy là nó sẽ cho mình có một số ra là 3 3 mét, và các bạn hướng cái vách này quay đi đâu đó thì nó sẽ chủ động cho các bạn một cái dạng một cái vách có chiều dài là 3 mét. Ở đây tôi hướng lên trên này, tức là tôi đã tạo được một cái vách đầu tiên tôi ngăn lại, rồi tôi kích điểm trên này. Đấy. Bạn thấy ở đây nó không nhận lệnh nữa, đây chúng ta sẽ thiết lập lại ở đây. Vậy là vẽ được hai cái này. Bây giờ
tất cả những cái phần tử này trong khuôn khổ một tầng này người ta gọi là pier. Và bên sau đây tôi sẽ vẽ cái spandrel cho các bạn xem. Đây các bạn thấy là ở đây, các bạn nhìn vào mô hình 3D bên này. Bạn thấy là chúng ta đây là cái cửa đi. Và bên trên này chắc chắn nó phải có một cái miếng vách nữa. Và cái miếng vách nằm bên trên cửa này gọi là spandrel. Và cách vẽ nó tương tự. Rồi, chúng ta chọn lựa chọn này. Và đây các bạn chọn cho tôi là spandrel. Sau khi chọn spandrel thì nó cho chúng ta lựa thuộc tính vách. Ở đây vẫn là vua một, một số cái tính năng khác đặt tự động đặt tên vân vân thì các bạn có thể tự tìm hiểu. Và bên dưới này nó cho phép chúng ta vẽ cái vách này sâu xuống bên dưới hay là vẽ vách này trồi lên bên trên là bao bao nhiêu mét đấy. Thì bạn thấy là chiều cao tầng chúng ta là 3 mét, giả sử cao cửa này là 2 mét, rồi cao 2 mét nghĩa là cái vách này nó chỉ tụt xuống bên dưới, từ tính từ bên trên này tụt xuống bên dưới là 1 mét. Thì ở đây các bạn đánh cho tôi là 1 mét, để đo vị 1.000 thì các bạn đánh 1.000. Chúng ta sẽ vẽ. Có một chút vấn đề ở đây, tôi xem lại. Ở đây các bạn thấy là bản in tab của tôi hiện tại đang không thực hiện được cái việc này. Bên trên bên dưới đều không thực hiện được. Đây, bạn thể check trên cái bản in tab của bạn xem là có thực hiện được cái việc này không. Cái việc này thực hiện thì tương tự trên các bản in tab phiên bản khác nhau. Tôi sẽ dẫn các bạn cách khác. Có lẽ bản in tab của tôi có một chút lỗi gì đó. Chúng ta không vẽ trên mặt bằng thì tôi sẽ chuyển sang mặt đứng để tôi thực hiện cái việc này. Tôi sẽ chuyển bài của mình sang mặt đứng trục B này để tôi vẽ nó cái cửa. Đấy, các bạn thấy ở đây mình vẽ nó cái cửa. Thì các bạn thấy đây là giao diện, chúng ta chỉ việc vẽ một cái vách trên đỉnh cửa này nữa là ok. Thế thì ở đây muốn vẽ cái vách này tụt đây thì ở đây tôi đã tạo sẵn cho một cái lưới tham chiếu là khoảng cách từ nó có tọa độ theo phương Z là 2 mét, nghĩa là ta sẽ vẽ được một cái ô này tụt xuống dưới này là 1 mét. Thì để tạo cái lưới tham chiếu này thì các bạn thể sử dụng cái việc chỉnh sửa modify này và các bạn chọn cái reference plane này. Và các bạn đánh cái tọa độ tham chiếu theo trục Z ở đây nó sẽ tạo ra một cái lưới theo mặt bằng theo cao độ trục Z, gọi là lưới tham chiếu để các bạn thực hiện các cái việc ở lưng chừng tầng. Tôi tạo 2 mét, bạn thấy là nó hiện lên ở đây. Để chúng ta bây giờ tôi chỉ việc vẽ cái này thôi. Tôi chọn cái hình chữ nhật này. Đây, ta sẽ vẽ vách bên trên này. Đó. Bạn thấy là về tôi thực hiện xong cái cách cái vẽ cái vách này. Thế thì các bạn thấy là nếu như các bạn vẽ được trên mặt bằng như lúc nãy ấy, của tôi hơi bị lỗi, tôi cũng chưa hiểu lý do vì sao. Thì các bạn sẽ nó sẽ gán cho các bạn luôn đấy là cái phần tử spandrel. Còn nếu không thì các bạn phải gán cho nó. Gắn cho nó thì cách gắn như sau. Thì ở đây sau khi các bạn vẽ xong rồi ấy, thì các bạn phải gắn cho các cái phần tử vách của mình nó là Pier Spandrel. Thì muốn gắn cho nó Spandrel hay Spandrel ấy, thì các bạn phải định nghĩa trước. Thì trên thanh menu này nó có cái cho các bạn định nghĩa cái Pier và Spandrel. Đây là định nghĩa tên gọi thôi. Sau đó chúng ta mới tiến hành gắn. Thế giả sử tôi định nghĩa Fire là P1
bạn thể tạo nhiều cái file ở đây. Và tôi định nghĩa spender F1 đấy, và bây giờ tôi đi gán thì gọi để là chúng ta chỉ có duy nhất spend row là cái này, còn tất cả các cái khác thì đều là peer. Thì cái gán như sau, các bạn lựa chọn cái phần tử này và các bạn chọn assign, bạn chọn phần tử cell, và các bạn thấy ở đây nó có spender và label, bạn chọn đây là spender và tôi chọn đây là F1. Ok, các bạn thấy hiện đây nó hiện giao diện là F1 và tất cả các khác thì đều là spider. Thì các bạn bắt cả, tôi sẽ gắn tất cả các khác là file. Đó, các bạn thấy là bây giờ tất cả các cái phần tử vách của ta ấy, đều được gắn file ở đây. Chúng ta sẽ cho hiển thị lên cái peer peer và spender để các bạn quan sát trên mô hình 3D. Đó, các bạn thấy ở đây tất cả các xung quanh đều peer, còn cái bên trên là spender, và các bạn phải tuân thủ đúng theo này để chúng ta phục vụ thiết kế và xuất kết quả nội lực đầu ra. Và như vậy là tôi hướng dẫn các bạn cách các bạn vẽ phần tử vách trong etag. Và các bạn luôn luôn phải chú ý trong phần tử vách trong GitHub nó được chia ra làm hai cái dạng là peer và spiral, phục vụ cho cái việc thiết kế được đơn giản dễ dàng. Còn cách vẽ thì các bạn thấy là nó có rất nhiều cách để các bạn thực vẽ, và hay nhất trong GitHub là các bạn thể thực hiện vẽ trên mặt bằng. Ví dụ như nếu các bạn có thể xuất mô hình từ bên AutoCAD sang ấy, thì các bạn có thể vẽ được trên mặt bằng vị trí nào có vách, các bạn chỉ việc tô theo cái đường bên AutoCAD là chúng ta sẽ có ngay được cái vách như mong muốn. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn.